Mẫu xe mới Forte 2010. Còn này là bản SLI. Giá bán là 345 triệu nhá. Xe đang đeo biển Hải Phòng, màu đỏ. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. 2010 SLI số tự động 1.6 bản full clutch. Anh chị nào quan tâm đến mẫu này thì liên hệ cho em luôn. Con này thì đang xe có mặt tại Hải Phòng nha mọi người. 345 triệu đồng. Anh chị nào hợp màu đỏ này thì mua con này. Này rất là đẹp, dòng nhập khẩu này chạy rất là đầm. Rất đầm chắc, xe không lỗi gì luôn. Số tự động, cửa sổ trời nha. Hôm nay em quay hơi tối cho nên là nó khá hơi mờ xíu. Anh chị ở ngoài Bắc thì có thể đến trực tiếp Hải Phòng để xem xe. Anh chị nào trong Nam thì em có thể ship xe vào cơ sở 2 Dĩ An Bình Dương cho mọi người. Forte 2010 nhập khẩu nguyên con, bao không lỗi gì. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2021.